Xin kính chào bà con. Hôm nay A Đấu sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, đó là lưới dù vừa răng vừa kéo. Thì dòng sản phẩm này A Đấu có giới thiệu rất nhiều video rồi. Thế nhưng hôm nay có một cải tiến, đó là dòng phao này là phao ABS, hàng này là hàng nội địa của Nhật Bản và Hàn Quốc. A Đấu tận thu tất cả những sản phẩm của bên Nhật và bên Hàn Quốc về để tận dụng để làm những cái dòng lưới như thế này cho ở Việt Nam mình. Thì tất cả sản phẩm đây hầu như là ưu tiên cho bà con là hoàn hảo nhất. Dù đấy, sợi dù ở đây là sợi dù Thái này. Những cái dòng này A Đấu kẹp chì cho bà con rất là nặng và rất là chì rất là lớn để đảm bảo cho bà con khi kéo cái độ nặng nó sẽ chìm xuống dưới đáy cho bà con. Và còn về dòng những cái dòng ở đây là toàn thủ công, ví dụ như là cái áo bên ngoài, màn bên ngoài là cũng được đan thủ công. Cái mắt lưới ở đây là then 36 phân, còn phụ thuộc vào bà con đặt theo yêu cầu thì A Đấu cũng sẽ làm cho bà con theo đúng ý muốn của bà con. Cái mắt lưới từ 4 phân đổ lên là kéo phù hợp nhất, 4, 5, 6, 7, 8 vân vân. Vì là kéo, vì thế mà có thể răng. Vì vậy A Đấu có làm cho bà con là túi nó rất là sâu, thịt rất là dày và rất là nhiều để đảm bảo cho bà con khi kéo là cá vào nó sẽ giữ lại luôn. Nói về cái dòng phao này thì cái độ bền và độ nối của nó là vô địch luôn, không ai sánh bằng được nó. Rất là bền, bà con ạ, chịu được nhiệt độ cao này, chịu được va đập mạnh này. Tại vì những cái dòng này ở bên Nhật và bên Hàn Quốc người ta còn đánh kéo tời ở ngoài biển, dùng để đánh mực này, đánh tôm này, đánh ghẹ này. Khi mình tận dụng về cái dòng này thì mình thả làm những lưới đánh cá ở nước ngọt và nước mặn ở Việt Nam mình thì tuyệt vời luôn, không có gì bằng luôn. Đấy, khi làm nên dòng sản phẩm này bà con yên tâm là nó sẽ đảm bảo được cho bà con rất nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là đánh được độ sâu này, đánh được độ nổi này, đánh được cá chìm này. Đấy, tuy phụ thuộc vào yêu cầu của bà con thì A Đấu sẽ đưa ra cho bà con theo đúng cái thông số yêu cầu của bà con đưa ra. Hãy bà con xem. Nhìn lên tấm lưới như thế này nó rất là đẹp. Thắt ở đây những cái dòng phao này khi kéo nó không sợ bị mắc bà con ạ. Tại vì nó là dạng phao lỗ xuyên tâm. Vì thế mà bà con thoải mái làm hoặc là bà con vận hành thoải mái, răng kéo thả thoải mái mà không sợ bị rối, không sợ bị mắc. A Đấu đảm bảo cho bà con cái điều này. Vì thế mà bà con yên tâm, an toàn, đánh bắt một cách hiệu quả nhất có thể. A Đấu xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là dòng lưới vừa răng vừa kéo và làm theo yêu cầu cho bà con mọi kích thước, mọi thông số, mọi chiều cao, chiều dài. Và cái phao này A Đấu còn có phao lớn hơn cho bà con. Bây giờ A Đấu sẽ thiết kế cho bà con toàn bộ là phao tròn như thế này, mục đích là đánh bắt một cách hiệu quả nhất và không sợ bị rối, bị mắc.